Như các bạn coi nha, nè đó đó, nè chất lượng hít rất tốt luôn đó. Đưa lên cao gì mà vẫn hít được cái vít này lên là các xin chào các bạn đã đến với kênh Đồ Nghề Tự Chọn. Thì hôm nay quay trở lại, mình tiếp tục giới thiệu cho các bạn một cái bộ sản phẩm về vít. Thì sản phẩm này đặc biệt hơn vít thông thường là nó cách điện được và có một cây bút thử điện trong bộ vít này luôn. Thì bao gồm sản phẩm này có là 6 cây, 5 cây cách điện và 1 cây thử điện. Thì có cả 3 ke và đầu dẹp luôn. Thì các cái thông tin nó có ghi sẵn ở bên ngoài luôn nè. Thép thì sử dụng thép CGV. Đó, cái đầu vít thì nó được gắn 500 phía trong luôn, cho nên nó sẽ hít những cái con ốc nào mà các bạn làm trên cao đó nè. Các bạn làm ở trên cao đó, nó dễ bị rớt lắm, thì cái đầu hít này nó rất là quan trọng nha, nó cũng giữ cho các bạn không bị rớt cái con đầu vít đi đó. Thì cách điện lên đến 1000V đây, cách điện lên đến 1000V. Comfortable grip là cái độ êm ái khi cầm nắm vào cái cán vít đó. Nhìn mở cái sản phẩm lên cho các bạn coi. Đây, đây là cây bút cây vít thử điện đó. Vít thử điện thì nó quá thông dụng rồi đó. Thì các bạn cứ chấm cái đầu này vào nghịch điện mình thử ha. Ở đây là cái đèn, trong này nếu mà có điện thì nó sẽ sáng đèn này lên đó. Chấm vào mình thử, dặn được các cái vít nhỏ luôn. Đó, còn các loại các size nè, cái này là vít, này là cách điện nha, này thử điện, này cách điện đó. Lấy hết cho các bạn coi luôn. Đây, nó có 5 cây cách điện mà các size nó sẽ lớn nhỏ khác nhau, nó tùy vào mục đích các bạn sử dụng và cái vít như thế nào, cái đầu vít như thế nào đó. Thì giờ 3 ke thì mình có 2 đầu. Đó nè. 2 đầu. Cái này nó cách điện luôn nha. Cái lớp nhựa nó quanh, nó quấn quanh đây nè. Hai lớp, một lớp đi tới đây, một lớp đi vô đây. Rồi cái cán này cũng là cán cách điện luôn, nó cái độ cầm rất êm ái. Ở trên này nó có cái ký hiệu 3 ke nè. Nè, đó. Các bạn có bỏ vào cái túi đồ nghề của mình khi mà lên cao có nhìn vào cái đầu này cũng thấy, cũng biết được mình rút được cái cây nào. Đó, nè. Hít nè. Nó cảm giác nó hít nha các bạn coi nha nè. Đó. Đó. Nè, chất lượng hít rất tốt luôn. Đó, đưa lên cao gì mà vẫn hít được cái vít này lên là các bạn cũng biết cái đầu này hít tốt cỡ nào. Ừ. Đó. Còn đầu này thì đầu dẹp. Đầu dẹp cũng có 3 size. Đó. Lớn nhỏ tùy vào cái mục đích các bạn sử dụng. Nó ghi các cái thông tin thông số hết. Cách điện lên đến 1000V luôn. Nhựa này là nhựa cứng nha, nhựa cứng nhưng mà nó có phủ một cái lớp êm ái mịn màng mềm đây nè, cho các bạn nó bám díu vô cái tay mình, nó không có bị ruột khi mà tay các bạn có mồ hôi hay là gì đó. Đây, thì đây là giới thiệu cho các bạn chọn bộ sản phẩm 6 cây vít cách điện và thử điện ha. Thì cái mã số khi mà mua cái bộ 6 cây này á là cái mã là 38013, giá bán 192.400 đồng, nó cũng vừa túi tiền mình ha. Hàng Tuncen xuất khẩu châu Âu, chất lượng thì quá ok. Rồi các bạn nào muốn mua hàng thì đến địa chỉ mặt tiền đường Trần Hoàng Na, thành phố Cần Thơ, hoặc là liên hệ theo cái hotline mình để trên cái màn hình điện thoại các bạn á, các bạn thấy đó. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi clip.